Xin chào anh chị em nha. Hôm nay em Hưng lại giới thiệu cho anh chị em một mẫu xe đỏ đỏ cho em nhỏ nó thích nha. Trước mắt anh chị em là mẫu xe Mazda C8 phiên bản Premium 2 cầu AWD nha anh chị, sản xuất 2021 luôn. Xe chạy được 4 vạn km biển thành phố Hồ Chí Minh và mang lớp áo màu đỏ pha lê cực kỳ đẹp anh chị. Mẫu này là hiện tại giá là cực kỳ mềm nha. Một chiếc xe thời điểm lăn bánh đâu đó lanh quanh 1,5 tỷ nay chỉ có hơn 800 triệu thôi anh chị, mới chạy được 4 vạn km à. Sơn zin là còn rất là nhiều nha anh chị nha. Đấy, con này thì chạy cực kỳ đầm nha, so với CX5 thì CX8 chạy đầm lắm anh chị. CX5 thì nhiều anh chị em là còn xe nó hơi trao nha, nhưng mà CX8 này là bao luôn anh chị, chạy cực kỳ ngon. Và lại nội thất lại là đẳng cấp nữa. Xe được trang bị là nội thất là da nắp ba nha, ghế điện nè, bộ ống thiết kế ống xả đôi cực kỳ đẹp, đã lên bộ lót sàn 5D nè, rất là đẹp luôn nha, trường nỉ zin chuẩn luôn. Đây, vỏ sơ cua là chưa qua sử dụng luôn nha, vỏ sơ cua là chưa qua sử dụng luôn. Đấy, la bu nha, 13 la bu, bao sập sình. Em Hưng thì cam kết cho anh chị em về chất lượng xe như cứng đụng ngập nước nha. Bao chiếc chất hạng thoải mái này, nhìn cái nước sơn thôi là thấy mê rồi anh chị. Đỏ pha lê nha. Mùa này là sắp tới mùa Noel rồi, còn 2 ngày nữa tới Noel. Rồi 40 ngày nữa, 40 ngày hay là 50 ngày gì đấy là đến Tết nha anh chị. Lấy con này đi là quá hợp lý luôn. Đấy. Anh chị em nào mà chuẩn bị xe đi du lịch thì lấy con này đi luôn đi. Là vài bữa nữa ghé qua em Hưng thì sang tên cũng được nha. Nội thất da nắp ba mà nó mới này anh chị, nó mới tinh luôn. Đấy. Đây vậy còn có sấy ghế nè, cửa gió sâu đầy đủ hết nha. Chuyển động hai cầu thì chạy không khác gì là xe Đức luôn anh chị, như mấy con mệt mũng nha. Mà được cái là bảo dưỡng rồi đồ thì lại nhẹ nhàng hơn. Tiêu hao nhiên liệu cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Con này 2.5 nhưng mà sử dụng công nghệ là SkyAct của Mazda, vì vậy tiết kiệm nhiên liệu lắm. Ghế ghiếc anh chị, quá mới luôn, chủ này đi quá là kỹ luôn anh chị. Từ Mazda nếu mà chạy khoảng 4 vạn, nếu anh chị em làm không giữ kỹ là nó hơi bị bóng nha, này mất cái lớp nhám đi. Còn xe này quá đẹp luôn. Và đăng kiểm, hết đăng kiểm luôn rồi. Em Hưng xe hỗ trợ đi đăng kiểm lại cho anh chị em nha. Đèn thì đèn full LED nè, có radar nè, con này sẽ trang bị là có gói an toàn chủ động iActiSense nha, và có camera 360 độ nè, quá đẹp anh chị, con này đi thích lắm, bảo đảm đi là mê luôn nha. 4 cửa kính đơn hạ auto, la bu, ghế da chỉnh điện nha, nhớ vị trí ghế lái, ghế tay mà còn mới vậy nè anh chị. Đấy, vô lăng sừng sùi da cốc nha, hỗ trợ là giữ khoảng cách với xe trước nè, đó là ga tự động thích ứng nha, cường số này mới tin. Đấy, có hút kính nha, 13 labo, ok. Rồi, chiếc xe này thì anh chị em chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 350 triệu là lấy được xe nha, 350 triệu lấy được xe, hỗ trợ 63 tỉnh thành luôn. Cam kết cho anh chị em là xe không cứng đụng, không ngập nước nha, giá bán đâu đó lanh quanh hơn 800. Anh chị em nào quan tâm liên hệ hơn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.